Đào Lý. Vâng, Đào Lý Xuân Phong. Đào Lý Xuân Phong. Thank you.
thằng bà nhà cái cháu con thằng Nam nữa, nhưng mà thằng Nam thì giết đi cho bên cháu. Nam cũng về rồi. Nó về nhưng mà cứ ở bên cháu thôi. Ở bên đấy cái cháu nhà nó bận lắm. Vâng. Ủa nhà nó bận quá. Nó díu dít tiền giờ đâu là người mua người mang hàng đến ô tô thì mang hàng đến rồi thì nhà nhà mang đây nhà hàng quá khách đông. Có chung cái này chuẩn hơn cái đấy. Ừ. Đẹp hơn. Nó nâu nâu không viết này có khi này. Ngày xưa chú viết cho thấy khi chú chưa viết cái chữ chữ thư pháp quốc ngữ này cho thấy chú viết cái thư pháp chữ Hán đẹp hơn. Lâu lâu không viết. Ừ. Mà viết chắc là chỉ viết thế thôi. Thấy đúng không? Chỉ có máy xấy tóc là nhanh nhất. Mẹ Xuân cắt được. Thế nhá. Đó hả? Mấy đó cho nên nó không... Không nói. Ừ. Đó không nói nó. Chú không có dấu vàng à? Không. Nghĩa là cái này phải viết ở cái bức bên kia. Không ừ. Cái chữ ấy cơ. Cánh tí con chuột này. Cánh tí này. Mạnh Xuân. Hôm cho xem nhé. Cái trên trang Hán Nôm đấy, nhiều bác đưa lên cái cách gọi của cái nhiều, trong năm nhiều cách gọi lắm, phức tạp này, không thể nhớ được.
Cụ xưa gọi rất là hàm ý mà. Không có sách mình không thể nhớ được đâu. Mình chỉ nhớ mấy cái thông thường đơn giản thôi. Mình chỉ nhớ được Mạnh Trọng Quý thế thôi. Cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó. Mang tên danh nhân thì lại phải xét công tội. Phức tạp hơn đúng không? Thời điểm này thì là có công thì đối với thế hệ khác thì lại là có tội. Như ông Alexander Rốt thì nên chỉ có mỗi cái nên đặt tên như thế hay không rồi mà bàn đi tính lại. Xét có công thì cũng được và xét có tội thì cũng được. Đây là chữ thư thôi. Vâng, cho biết hả? Cái chữ này cho biết hả? Tôi thấy nó lạ tí. Không, câu để đời của năm 2019 ấy. Người khác viết chữ đấy thì ấy, nhưng mà Hải không dùng chữ đấy được. Nhiều khi vui thôi.